Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của SBTN Boston, kính mời quý vị tiếp tục đón xem phần 2 của chương trình kỷ niệm thành lập 7 năm của đài truyền hình SBTN Boston. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Cô Nguyệt bánh mì Ba Lệ nằm trên con đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bánh mì sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston, cùng có nhiều mặt hàng Việt Nam khác. Cô Nguyệt bánh mì Ba Lệ trên đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam.